Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ hai. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh Thật dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2 Gần xế chiều, hai người đi dạo ra biển, nơi ở của nhiều khi không có biển, lần đầu tiên trong đời thấy biển, cô hương phấn chạy nhanh ra xa. Phạm không kịp kéo cô lại, người cô đã chạy thẳng tới biển rồi, Lúc chạy tới, đúng lúc làn sóng đánh tới Trong nháy mắt cô bị sóng biển xô vào làm cho lảo đảo Như khi à, Phạm sợ hãi Anh hết cả hồn run lên chạy về phía cô Em thực là có biết nguy hiểm lắm không? Thế anh đẩy căng thẳng Buổi chiều sóng đánh mạnh Như khi biết mình là hưng phấn quá độ Cô phụ phiệu nhận lỗi Em không sao, anh đừng lo mà Không được, không được, đi vào bờ thôi Phạm cho mày lắc đầu quả quyết không cho Tim anh không vững chãi như anh vẫn nghĩ Thôi mà anh, xin anh đấy, em sẽ ngoan mà. Cô miếu máu ôm lấy tay anh, giọng nói ngọt đến không chịu được, còn vừa hôn vừa làm nũng, và vốn kiên quyết nhất thời mềm nhũn. Cúi đầu cắn môi cô rồi cảnh cáo, đưa tay cho anh dắt em, không được chạy lung tung. Được rồi, được rồi. Cô gật đầu nghiêm túc, cười đến vui vẻ, phàm dắt tay cô đi chậm rãi trên bờ biển. Nếu biển vỗ tới, đem cát trên chân hai người rội rửa, gió biển mềm mại, thổi rồi thổi trong không khí dường như có cỗ hương vị mặn mặn để thực lâu màu vàng của mặt trời hạ từ từ xuống mặt biển toàn bộ bọt biển đều được chiếu ra một tầng sáng màu sóng nhẹ lan tàn đẹp đến bao la hùng vĩ làm cho lòng người cũng phải say đúng là đẹp quá đi mất Nhược khi đứng quay về phía ngoài khơi trên mặt đều là hạnh phúc và hưng phấn phàm từ phía sau ôm lấy cô mặt nhẹ nhàng dán trên mặt nhược hy Vậy sau này chúng ta mua ngôi nhà ở đây Lúc nào muốn nghỉ phép thì tới đây Cô nhắm mắt lại Tưởng tượng đến cảnh đó Khóe miệng không tự giác mà cong lên Ừ được ạ à. Anh xoay người cô lại cúi đầu hôn cô hòa với tiếng biển Là tiếng thở thỏa mãn của hai người Nghe thấy thôi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng Sắc trời dần tối Là điều mà Phàm mong chờ nhất Hai người sau khi ăn tối Dạo bờ biển đêm đến gần 9 giờ Sau đó thì trở về phòng nhiều khi là người vào tắm trước, thật tình cô hơi ngại ngùng vì lần đầu hai người ở cùng nhau. Nhưng không sao, phân giường ngủ là được mà. Suy nghĩ vốn ngây thơ của cô khiến cho cô thoải mái hơn nhiều. Tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng dễ thương hình tỏa tiết con mèo đáng yêu, vừa lau tóc vừa nhìn ai đó cúi đầu xem gì đó rất chuyên tâm trên điện thoại. Pham, anh vào tắm đi. Anh ngẩng đầu nhìn cô đôi mắt sáng quắc. Ánh nhìn này làm cho cô hơi khó hiểu. Sao thế? Anh xem gì mà chăm chú thế Vừa nói anh bước đến gần muốn nhòm vào điện thoại Phạm thao tác rất nhanh Anh trở về màn hình chính dáng vẻ điềm nhiên tươi cười Không có gì đâu anh vào tắm đây Nói rồi hồ lê gò má hồng của cô một cái thực kêu Sau đó chuồn nhanh vào phòng tắm Điện thoại cũng cầm theo Nhiều khi chu môi lẫm bẫm Làm gì thần bí thế Cũng mặc kệ anh Cô lau sạch tóc bước đến gần cửa sổ sát đất Ngắm nhìn khung cảnh về đêm vừa gọi về nói chuyện điện thoại với mẹ thẩm mười phút sau Phạm rời khỏi phòng tắm anh nhìn dáng người lung linh từ phía sau của cô làn môi nhếch nhẹ bước đến ôm lấy cô từ phía sau rồi hôn lên cổ cô cô đang nghe điện thoại chu môi dùng ánh mắt cảnh cáo anh nhưng phàm lơ đi như không thấy anh dụi mặt vào vai vào cổ nhiều khi hôn hít như chú mèo làm nũng cô bắt đắc dĩ xoay người chỉ nói nhanh với mẹ thẩm rồi tắt điện thoại sau đó chống tay lên ngực anh phàm à <laughs> Anh kéo lấy vòng eo cô, cả vào cái mũi thon của cô. Cô phát giác có gì đó không đúng lắm. Cô hoảng loạn, liếm liếm môi hỏi. Anh ngủ sofa trên giường, nếu ngủ trên giường thì em ngủ ở sofa. Đúng ra cô nói, chúng ta sẽ phân giường ngủ. Nhưng linh tính mách bảo, từ ánh mắt của Phạm, như khi phát hiện nguy hiểm đang rình rập. Anh khẽ cười, mổ nhẹ lên môi cô, sau đó đưa ra yêu cầu. Chúng ta ngủ chung. Cô trợn mắt lấp liếm. Không, không được đâu. Em em mặc kệ anh đấy, em ngủ sofa. Nói rồi cô đẩy anh ra, đi qua người anh định giơ tay lấy gối. Phạm thả em xuống, thả xuống. Chưa kịp trở tay, từ phía sau bị Phạm bế bổng lên, hai người nhanh ngã lên giường. Lời kháng nghị đều bị Phạm nuốt trong miệng, một chữ cũng khó nói nên lời. Anh yêu chết cái cảm giác lúc hôn cô, rõ ràng cô nhàn nhạt, nhạt liếc anh một cái, lại làm cho anh đột nhiên khó khăn kiềm chế dục vọng. Cô bị hôn đến mềm nhũn cả người Cố gắng cách mấy không thể che giấu Từ nũng nịu bật ra tự môi hồng khẽ nhếch lên Làm cho nụ hôn của anh càng sâu hơn Nhiều khi em không tin tưởng anh ư Anh tìm mỉ ở bên dụ hoặc cô Cô nằm đó đôi mắt sóng sánh mơ màng nhìn anh Bị sóng tình cuốn lấy hai má đỏ ửng để đáng yêu Phạm biết cô gái này dễ mềm lòng Bàn tay xoa phần lưng mềm mại vỗ về từng chút Cho anh được chứ anh thực sự rất yêu em Lúc này hai người rất gần Thực sự rất gần với nhau Hơi thở như hỏa quyện. Tiếng hô hấp của anh truyền vào tai cô Khiến trong lòng cô dâng lên chua xót. Cô không biết ngày mai ra sao Nhưng cô rất yêu con người này Cô vẫn sợ Dù sao không có kinh nghiệm Dù sao bọn họ cũng còn trẻ tuổi Cô vẫn chưa chuẩn bị xong Nhưng thành trì cô xây dựng bấy lâu Hoàn toàn sụp đổ trước cử chỉ dịu dàng Ánh mắt tình yêu rực cháy của anh lúc này Nhờ khi ngại ngùng Vui mặt vào lòng anh như ngầm đồng ý Phạm đúng là không thể vui sướng hơn Bàn tay theo váy ngủ của cô Càng lúc càng làm loạn Nhiều ghi của anh trưởng thành rồi Rất đẹp Tháng 11 này sinh nhật tròn 20 của cô Cô gái mà anh yêu là tình yêu đầu đời của anh Anh cảm thấy vô cùng may mắn Vì có được cô Có được lần đầu tiên của người con gái anh yêu Đêm dài vẫn còn tiếp tục Hai ngày sau họ trở về Tiếp tục cuộc sống sinh viên trên xe lúc này và mặt mày tươi tắn Mỗi cái nhếch môi khoái mắt Đều biết anh hạnh phúc đến nhường nào Nhìn qua người bên cạnh Phạm vừa thương vừa buồn cười Cô gái giận anh cũng chẳng rõ vì sao lại thế Chắc bị anh ít thở không nổi Không được ra ngoài chơi nhiều nên tiếc nuối Cho nên là mức chút giận lên anh Phạm biết mình quá quắc Nhưng lần đầu được ăn trái cấm Với lại cô gái của anh quá đỗi ngon miệng Ăn một lần là nghiện mãi Chỉ cần nhìn cô thôi anh đúng là kiềm chế không có nổi như khi mặc kệ anh Cô chống cằm nhìn ra bên ngoài Ghét bỏ cái mặt vui sướng kia Bàn tay nhỏ bị phàm nắm lấy Cô muốn rụt tay lại liền bị anh nắm chặt Anh đưa lên miệng hôn Như khi đừng giận anh nữa được chứ Anh sai rồi Đừng giả bộ đưa cái bộ mặt đẹp trai đó lấy lòng cô chứ Lúc trên giường Lúc cô van xin anh Anh ngó ngàng gì đến cô đâu Phạm thấy cô giận thật Anh tắp xe vào lề đường kéo nhược ghi đến gần Em giận đấy à Anh sai rồi Em đánh anh đi Đừng lặng im với anh như thế Anh thực sự khó chịu trong lòng Nhiều khi rất chán nản bản thân mình Chỉ cần đôi câu tự trách cô đã mềm lòng Cô bị mơ hung tợn mắng anh Anh nói xem em có nên giận hay không Anh gật đầu như dã tỏi Hôn lê khóe môi mím chặt của cô Nên 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 anh nhận lỗi Hứa với em sau này chúng ta đi du lịch thường xuyên Chỉ cần có thời gian rảnh Anh đưa em đi nhiều nơi em thích Được chưa nào Cô ngẩng mặt nhìn anh thở dài bỏ cuộc Thôi Bỏ đi chứ giận cái gì nữa chứ Qua một lúc cô nhẹ nhàng gật đầu Phạm cười tươi ôm cô trong lòng hôn lên đỉnh đầu cô Bảo bối ngoan lắm Có biết anh yêu em rất nhiều không Nằm trong lòng anh Cô cong môi cười mãn nguyện Cô vốn hết thuốc chữa rồi Tiền đồ gì quang hết sạch sẽ rồi Thời gian trôi qua rất nhanh Gần đến kỳ thi giữa kỳ năm nhất Cả cô và anh đều rất bận rộn Tuy nhiên tình cảm ngày càng khăng khít Thời gian rảnh rỗi đều nhất quyết dành cho đối phương Hôm nay sinh nhật phàm anh muốn tổ chức tại nhà Xem như vừa mừng anh thi đậu đại học nữa Phạm không không thích thú gì Anh chỉ muốn đón sinh nhật riêng với Nhược khi Nhưng cô khuyên mà anh mới chịu nghe Cũng may vào ngày chủ nhật Phạm chở cô đi ra ngoài ô đón sinh nhật trước cùng anh Dưới túp lều hai người tự dựng Hướng ra bờ hồ trong xanh Nhiều khi đốt nến Tay nhỏ che che sợ gió thổi tắt mắt Cô chu môi Anh ước đi Thổi nhanh lên Tắt nến là không có hiệu nghiệm đâu Nhìn về mặt cô khiến cho Phạm buồn cười anh vô cùng nghe lời nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến cô lúc này vừa lòng cười cười hôn trụt lên mặt anh sinh nhật vui vẻ pha mà anh đưa tay chặn ót cô lại không cho cô lôi ra em tặng quà phải chân thành chút chứ cô thở hổn hển trong lòng anh oán hận nói cái đó khuyến mãi ai nói quà đâu choàng tay ôm cô chặt hơn anh bật cười về quà khác nữa à? cho anh xem đi chứ cô dỗ môi lườm anh núng nịu lấy cái hộp trong túi sách anh xem có thích không Cô mong chờ nhìn anh bóc quà mà lòng hồi hộp quá Là chiếc áo sơ mi màu trắng Trên viền túi có theo hình chữ nổi PNS Phạm Hy à Phạm ngẩng đầu nhìn cô Như ghi đây không phải em thiết kế đấy chứ Cô khẽ cười vì anh nhìn ra rồi Có đẹp không ạ Tuy người người nghĩ ngợi như vậy Nhưng Phạm khó có thể nghĩ ra Bảo bối của anh mới năm nhất thế mà thiết kế sản phẩm đẹp thế này Nhìn vào đơn giản nhưng vô cùng thu hút Nhất là các đường may lạ mắt Hãy ôm choàng lấy cô Vợ anh giỏi quá, rất đẹp Anh mặc thử luôn nhé Anh thấy thế cởi áo mình ra Khoe cơ thể săn chắc Cô đỏ mặt nhưng cố lơ đi như không quan tâm Vì tâm trạng vui vẻ Cô mới giúp anh cài nút lại Đẹp thật đấy Rất hợp với vóc dáng của anh Vai rộng eo hẹp, mặc gì cũng đẹp Cô sờ sờ thành quả mình làm ra Ánh mắt toát lên sự vui sướng Phàm tuy không phải quá gì đắt giá nhưng mà đây là tác phẩm thiết kế đầu tay của em Anh không được che đâu đấy Anh hạnh phúc vô cùng Những gì lần đầu của cô đều là vì anh Anh hôn lên chóp mũi của Nhược Hy Đồ ngốc Tất cả những gì thuộc về em Anh đều rất thích Thực sự rất thích Nói rồi cúi đầu hôn lên đôi môi cô Buổi tối sinh nhật anh dễ ra như dự định Tiệc cũng không quá lớn Chỉ mời bạn bè thân thiết chứ không có đối tác Nhưng nói thế cũng không kém phần hoành tráng Gia đình tô ra có mặt đầu tiên Tô Đồng thời gian trước đây thường lui tới mạc ra, dù lúc nào Phạm cũng lạnh nhạt với cô ta, nhưng Tô Đồng không hề chán nản. Tô Đồng đi du học, cô ta có ước mơ lớn lên trở thành diễn viên nổi tiếng. Biết hôm nay sinh nhật Phạm cho nên về nước tham dự. Bà Thanh luôn miệng suýt xoa Tô Đồng. Đồng Đồng, con lớn lên xinh đẹp quá, trời đất ạ, sau này chắc chắn là người nổi tiếng rồi. Tô Đồng cười ngọt ngào, dì à, sau này nhờ dì rất nhiều ạ, trong giới nổi tiếng không phải ai cũng kính nể dì hết sao. Đúng, bà Thanh là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước Các nghệ sĩ gặp bà cũng mấy phần e rẻ Bà cười cười nắm tay tô đồng Miệng mồm đúng là khéo léo thật Ngô hần nhìn con gái đầy tự hào Chỉ cần làm dâu mạc ra Sau này tương lai không cần phải lo lắng Bà ta bước đến nói với bà Thanh Thanh à, cậu thấy hai đứa nhỏ thế nào? Bà Thanh nói Cậu biết mình rất thích tiểu đồng rồi đấy Chỉ là phàm nó quá đối thờ ơ Từ từ để mình tính cho Cậu yên tâm, con dâu mạc ra chỉ có thể là con gái cậu Ngô Hân cười đăng ý Thế thì mình nhờ cả vào cậu đấy nhá Lúc này đây Phàm từ trên lầu đi xuống Tô Đồng nhìn anh đến ngẩn ngơ Trên người anh không phải là áo vest gì sang trọng Chỉ đơn giản quần tây Theo đôi chân dài thẳng tắp Kết hợp với áo sơ mi trắng như khi tặng lúc sáng Nhưng chỉ vậy thôi Đủ để bao người khen tấm tắc Lâm Thanh là nhà thiết kế Bà nhìn chiếc áo anh mặc Không phải của hãng nào nổi tiếng nhìn thiết kế rất ổn, mấy phần sắc nét, mặc lên người phàm lại càng thêm nổi bật. Bà nhìn qua chữ áo nổi thiết kế trên áo có chút suy nghĩ, nhưng vẫn là lạ quá cho nên không quá quan tâm. Bà khẽ gọi phàm, cậu nhìn thấy tô đồng đứng kế mẹ mình đi đến gật đầu chào ngô hân. Bà hân nói, hôm nay chú tô có việc bận nên là gì với tiểu đồng đến đây chúc mừng sinh nhật cháu, chúc cháu sinh nhật vui vẻ. Vâng, cảm ơn gì Phạm lạnh nhạt nói Bà Thanh nháy mắt Tô Đồng Tiểu Đồng à Lúc vừa rồi không phải con nói tặng quà cho Phạm ư Cô ta khẽ khàng ngại ngùng Anh Phạm Chúc anh sinh nhật vui vẻ ạ Phạm cầm lấy nói lời cảm ơn Từ đầu đến cuối không có ý nhìn cô ta Tô Đồng có chút mất mát Bà Thanh tinh ý liền cười cười kéo tay Tô Đồng Phạm à Con đưa con bé đi chào quan khách Đứng đây một mình rất buồn Con giúp mẹ với nhá Nhìn qua cũng hiểu ý mẹ mình anh cau mày, vừa định nói gì đó thì ông Đàm lên tiếng. Phạm, Phạm xoay người rồi quay đầu nói với bà Thanh. có qua với bà. Nói rồi anh đi mất, bỏ lại tô đồng đứng đó, sắc mặt không được tốt tí nào. Bà Thanh thấy vậy an ủi. À, từ từ con gái à, phải cho nó thời gian chứ. Dạ vâng, tô đồng nhỏ giọng hiểu chuyện. Mẹ Thẩm đứng sau bếp đang cắt gọt thức ăn, bà nhìn qua dì Dung. Dung này, cô về lấy dùm tôi một chút bột mì được chứ? Đầu bếp Lý mới hỏi tôi Dì Dung vui vẻ gật đầu Để tôi đi lấy cho ông ấy Dì Dung vòng qua căn gác nhỏ Lúc vào không hiểu sao trong nhà mất điện May chỉ có bên đây cúp điện Bên sảnh lớn vẫn sáng đèn Chẳng nhẽ chập điện chỗ nào sao Bà lớn tiếng gọi Nhiều khi có có trên gác không nhiều khi Lúc này cô đang tắm Nghe tiếng dì Dung cô lớn tiếng trả lời Có, con đang tắm mà Lúc nhà mất điện Cô thắp đến trong phòng mình rồi Chỉ gác dưới là không thắp không hiểu sao Cơ thể cô mấy ngày nay hay mệt Làm gì cũng không có sức Cô thì không dám nói với phàm sợ anh lo lắng ảnh hưởng việc học Lúc này dưới bếp tối om Dì dùng sốt ruột đi tìm đèn pin cũng chẳng thấy Nhìn anh nến le lói trên gác Bà đi lên cầm lấy một cây Lấy tay che lại ánh lửa Sợ nó tắt rồi lớn tiếng nói với nhiều khi Dì mượn nến của con Dưới bếp tối quá không thấy gì cả Vâng cẩn thận đấy dì à Vì nến rất nhỏ Cũng đã tàn hết nửa cây Ánh lửa không còn sáng rõ được nhiều Cho nên bà quên đi cái gì phải cẩn thận đặt ngay bếp ga Bà lục tìm bột mì Suốt xẻo bột mì ai dùng mà không cột lại Lúc bà lấy văng ra tung tóe trên bếp Cụ văng xuống cả dưới sàn một chút Dì Dung lầm bầm không quản nhiều Vì sợ đầu bếp kia đang chờ Thế là ôm phần bột còn lại chạy đi Nhiều khi tắm xong Cô đi ra khỏi phòng Vươn người nhìn qua cửa sổ nhìn xuống sảnh lớn Vô cùng vui vẻ và huyên náo trong lòng có chút tủi thân Biết khi nào cô mới đường đường chính chính Xanh bước cùng anh ấy đây Giờ phút này cho anh đang bận Khách hứa đông thế cơ mà Đang miên man suy nghĩ Nhiều khi bất giác thấy phòng mình ngày càng nóng bức Rõ ràng cửa sổ mở lộng gió Thế là khói bay lên cay xè cả mắt Lúc này cô cả kinh Chẳng nhẽ Cô mở cửa phòng chạy đến cầu thang Mặt mày xanh mét Lửa đỏ cả gian bếp ngùn ngụt, ngụt cả lối ra Khói càng lúc càng nhiều Nhiều khi khó thở Cô sợ hãi quay trở lên, cầm lấy điện thoại cô gọi cho Phạm nhưng anh không nghe máy, vì vốn Phạm để điện thoại trên phòng. Cô bắt đầu sợ hãi, ai cũng ở bên nhà dưới cả, nhưng chẳng ai biết cô sắp chết cháy rồi. Cô nhìn xuống, lửa lan đến bình ga, nó phát nổ là cô chết luôn ấy. Cô khóc thét, "Cứu, cứu với, cháy rồi, cháy rồi." Khói càng lúc càng nhiều, cô ho sặc sụa, khắp nơi toàn là khói trắng, căn phòng nóng hừng hực, cô chạy lên phòng rồi nhìn xuống cửa sổ cao thế này Cô vừa nói vừa hét to Mẹ ơi cứu con Và mà cứu em Nhà cháy, nhà cháy rồi Cô thở không nổi Mắt cay quá không mở được nữa Tài xế ngô và một số người đứng trong sảnh lớn Cảm nhận có gì đó không đúng Khó ở đâu bay càng lúc càng nhiều Thắc mắc ra sân xem thử một lượt Màu lửa lớn ngun ngút thiêu cháy căn gác nhỏ kế bên Tài xế ngô hoảng hồn Cháy rồi cháy rồi Dì Dung và mẹ thầm cùng một số người chạy ra Nhìn tình cảnh trước mắt Mẹ thầm chân tay bủn rủn Bà hét lên rồi chạy tới Nhiều khi à Có con trong đó à Cứu, cứu con bé Bà muốn lao vào Nhưng lửa lớn quá Một phần gì dung kéo bà lại Bà vào là chết đấy Cứu, cứu Lão ngô ơi Cứu nhiều khi Xin ông cứu con tôi Nhiều khi ơi Nhiều khi Tiếng hét thất thanh bên ngoài Làm cho quan khách bên trong nghe thấy Phạm quay đầu Anh nghe không rõ Nhanh mang máng có tên nhược hy, Phạm chạy ra trước, ông Đàm và bà Thanh chạy theo sau, dĩ nhiên quan khách cũng tò mò xem. Lúc Phạm chạy ra, chú Ngô cùng mấy người đàn ông đang xịt nước, mẹ Thẩm ngã quỵ khóc thảm thiết, cái cảm giác này đến sau này Phạm không bao giờ quên. Tiềm như nhảy ra khỏi lồng ngực, anh lầm bẩm như khi à, như khi, anh chạy đến kéo tay bà Thẩm, như khi đâu rồi, cô ấy đâu? Bà Thẩm kéo tay anh như vỡ được phao cứu mạng. Nhiều khi, nhiều khi con bé bị kẹt ở trong đó Phà mắt đỏ lên Anh giáo giác nhìn trước sự kinh ngạc Và lẫn sợ hãi của bà Thanh và ông Đàm Có có cả mẹ con Tô Đồng Cùng một số quan khách khác Anh giành lấy vòi nước của chú Ngô Tưới lên người mình chữ ướt đẫm Sau đó cứ thế xông vào Nhưng ông Đàm bà Thanh kịp thời kéo anh lại Con điên đấy à, lửa đang cháy lớn như thế Ông Đàm lần đầu của trách con trai Bà Thanh cũng không tưởng tượng Con trai mình dám dùng tính mạng cứu cô bé kia ư Phạm, xe cứu hỏa sắp đến, nguy hiểm lắm con à. Buông ra, buông ra đi, không kịp nữa rồi. Nhiều khi cô ấy sẽ chết mất, buông ra đi. Sức lực của anh lúc này rất lớn, anh đẩy ông Đàm bà Thanh, hai người lảo đảo thân người. Ông Đàm phải đưa tay đỡ lấy vợ. Bà Thanh hét lên, Phạm, không được pha mà. Anh xông vào đám cháy, bà Thanh đứng không vững mà khóc nức. Ông Đàm khó có thể tin, ông không bình tĩnh nổi nữa, cũng may lúc này đây xe cứu hỏa đã đến Phạm lên được trên gác anh khó khăn tìm thấy cô ngất xỉu kế bên giường miệng anh ho sặc sụa anh mừng dựa ôm lấy cô nhiều khi à nhiều khi có nghe anh nói không đây nhiều khi nhiều khi thực sự không còn sức cô níu lấy áo anh khóc nấc phàm à phàm em không thở nổi ngoan anh đưa em ra ngoài chờ anh một chút anh đặt cô xuống cầm lấy chiếc chăn của cô chạy vào phòng tắm nhúng nước ướt đẫm Lục chạy ra anh ôm cô trong lòng, ôm chặt lấy anh nào. Cô nghe lời ôm lấy anh, anh dùng chiếc khăn ướt cuốn lên gửi cô, cứ thế anh bế cô xuống lầu. Lửa phía trong còn rất lớn, nhưng bên ngoài đã được dập tắt bớt. Anh siết chặt vòng tay mạnh mẽ ôm cô xông ra ngoài. Tại bệnh viện, bà Thanh cùng với ông Đàm và bà Thẩm suất ruột đứng bên ngoài. Từ lúc xảy ra đám hỏa hoạn kia, sắc mặt bà Thanh phải nói là vô cùng khó coi. Từ đầu đến cuối Không hề nói qua với bà thầm một câu Phạm bị bỏng nhẹ vài chỗ Phải kiểm tra băng bó vết thương Nhiều khi do nhiễm khói nhiều cho nên ngất lịm Bác sĩ phòng của nhiều khi khám xong Ông bước ra hỏi Ai là người thân của cô bé trong phòng Bà thầm vội nói Dạ là tôi Bác sĩ nhìn qua bà Người nhà có thể vào rồi đấy Do cô bé sức khỏe đang không được tốt Phần vì người khói quá nhiều Sợ bị nhiễm độc nên cần ở lại theo dõi vài ngày bà vội nói cảm ơn sau đó đi vào trong xem xem con gái thế nào nhiều khi lúc này đã tỉnh táo do được phàm che chở Trên người cô không hề có vết bỏng nào chỉ là sắc mặt còn quá kém mẹ à, phàm thế nào rồi ạ à? vừa gặp bà nhiều khi liền vội hỏi về anh thiếu gia đang kiểm tra con đường lo lắng quan trọng con thấy thế nào rồi nhiều khi lắc đầu ánh mắt rất lạ như đang che giấu gì đó rất nhanh nghe tiếng bước chân vội vã Vừa nhìn lên thấy Phạm đi vào Phía sau có bà Thanh và ông Đàm Thấy anh nước mắt cô cay xẻ Không hiểu vì sao cô muốn khóc Phạm mặc kệ ánh mắt của người lớn Anh vội ngồi xuống giường dỗ dành cô Nào ngoan đừng khóc mà Có chỗ nào đau không nói cho anh biết đi Mẹ thầm lúc vừa rồi Cứ nghĩ thiếu ra nhà bà Lương thiện Cho nên không mà nguy hiểm lao vào lửa lớn Cứu con gái mình Thì ra mọi chuyện không đơn giản như vậy Hai đứa nhỏ Ôi trời đất sao có thể Bà lén quan sát sắc mặt khó coi của vợ chồng ông Đàm Ông Đàm không thể hiện cảm xúc gì Chỉ có bà Thanh sắc mặt rất kém Lúc này cô ngại ngùng lau nước mắt Em không sao, anh bị thương rồi à Tay phạm băng bó, trên vai nữa Nhưng do anh mặc áo nên cô không thấy được Chỉ như thế thôi cô đau lòng gần chết rồi Anh không đau đâu, em đừng có khóc Lúc này bà Thanh bước đến cười dịu dàng Như khi à, cháu không sao là tốt rồi nghỉ ngơi cho tốt cũng đừng lo lắng gì cả. Nhiều khi biết mọi thứ bại lộ, chẳng biết thời gian tới đây mọi chuyện sẽ như thế nào. Nhưng giờ phút này bà Thanh xem như không có chuyện gì vẫn rất dịu dàng với cô. Cô ngại ngùng nói: "Dạ, cháu cảm ơn bà chủ ạ." Lâm Thanh cười, bà vỗ vai Phạm. "Được rồi, cái nhiều khi không sao đâu. Con về nhà nghỉ ngơi chút đi, bị thương thế này rồi cơ mà. Ba mẹ cứ về trước đi ạ, à? con ở lại với nhiều khi. Phạm nào chịu." trái tim anh rất lo lắng Chưa thể ổn định lại được đây Lúc này đây cô kéo tay anh tham anh về nghỉ đi em không sao Ngày mai và thăm em được chứ Anh Em muốn ở lại với mẹ em Anh về nghỉ ngơi đi Như thế em mới yên tâm ạ Biết rằng cô lo lắng cho mình Phạm này nuốt lời vào trong Anh cúi đầu hôn lên trán cô Nghe theo em Nghỉ ngơi đi nhé Mai rồi anh vào thăm em Ừ Thành sâu sắc nhìn qua nhiều khi Xem như vợ chồng bà ta mở mang tầm mắt Người nhà ba người mạc ra rời khỏi phòng Chỉ còn mẹ thẩm và nhiều khi ở lại Nhiều khi nhìn mẹ mình Cô không biết mở lời từ đâu Bà thẩm thở dài Nhiều khi sao ngốc ngách thế Con với thiếu gia làm sao có tương lai Cô khóc Lời này của mẹ khác nào cái tát cho cô tỉnh táo đây Cô nắm tay mẹ mình Mẹ Nhưng con thực sự yêu anh ấy Với cả con Bà thẳng thốt hỏi Con làm sao Con có có thai rồi miệng hà hốc mẹ thẩm không biết nói gì nữa bà tức giận đánh lên tay cô bôm bốp sao con ngu ngốc thế à sao bây giờ nhiều khi con nói đi chứ phá bỏ tiếng nói lạnh lùng bất chợt vang lên hai người lúc này chú ý chẳng biết bà thanh trở lại từ lúc nào bà đứng ở cửa nhiều khi và mẹ thẩm đều nhìn nhau run rẩy bà thẩm vội vã đứng lên bà chủ bà thanh đi đến đứng bên giường nhìn nhiều khi Giọng bà lạnh nhạt thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình Nhiều khi từ xưa giờ Dì luôn nghĩ cháu là cô gái ngoan hiền Bây giờ khác rồi nhỉ Nhiều khi trong mắt bà Thanh bây giờ Là loại con gái rẻ tiền Đeo bám danh phận cầu lấy hư vinh Bà Thanh nhìn qua bà thẩm Ánh mắt lần nữa đặt trên bụng nhiều khi Hai đứa bên nhau bao lâu rồi Nhiều khi cố gắng giữ bình tĩnh trả lời Dạ hơn hai năm ạ Bà Thanh bị đưa từ bất ngờ này Đến bất ngờ khác mọi thứ như một trò đùa sốc tinh thần đúng đây chính là tình trạng của bà bây giờ chỉ cần nhìn qua bàn tay cầm túi sách nằm đến trắng bệch của bà thanh hiểu rõ bà nhẫn nhịn kìm nén đến thế nào thời gian lâu thế bà và chồng không hề biết gì bị qua mặt một cách trắng trợn bà ta nói nhiều khi tôi không rong dài với cháu nữa gia đình chúng tôi trên thương trường có tiếng tăm thế nào ai cũng biết rõ phàm không thể có người vợ như cháu bà thanh nhìn qua bà thẩm cũng không ngần ngại nói thẳng là một ô xin Bà thầm khóc Bà biết vì bà con gái bị người ta khinh rẻ Như khi nắm tay mẹ Cô không cầm nổi nước mắt Bà Thanh lúc này nói thêm Sự thực vốn khó chấp nhận Nhưng đã là sự thật thì không thay đổi được Bây giờ tôi mới hiểu rõ Vì sao Phạm quyết không đi du học Cho thấy cháu cản trở nó thế nào chưa Còn hôm nay nữa Vì cháu nó sẽ mất mạng Xin lỗi tôi không bao giờ chấp nhận con dâu là cháu Bên cạnh cháu Phạm không có tương lai Cháu không thể ích kỷ như vậy Cháu muốn đến con đường giàu sang ấy Tự lực mình vươn lên Chứ đừng bám víu con trai tôi Bao năm qua gia đình tôi đối xử với hai mẹ con cháu không tệ Nếu cháu còn lương tâm Tránh xa phàm ra Càng xa càng tốt Vĩnh viễn đời này Đừng bao giờ cho nó nhìn thấy cháu nữa Từ đầu đến cuối Nhiều khi không phản bác Nghèo đã là cái tội rồi Thành mình chính mình trong sạch Có phải quá nực cười không đây bà thanh nhẫn tâm chốt hạ lời tàn nhẫn còn cái thai này khi nào cháu khỏe thì bỏ đi nó sẽ là hậu quả về sau tôi đã chọn được con dâu cho mạc gia vợ của phàm là người do tôi chọn tôi không muốn đứa bé làm ảnh hưởng đến gia đình tôi sau này nhiều khi ôm lấy bụng mình bà chùa đứa bé vô tội nó là con anh phàm là cháu mạc gia mà không mạc gia không bao giờ chấp nhận loại người như cô bà thanh kìm không được cảm xúc bà ta nói lớn sau đó quay qua bà thẩm đã khuyên con gái mình cho tốt càng cố chấp càng khổ thôi bắt đầu từ ngày mai không cần làm việc mạc ra nữa bà tự biết mình phải làm gì nói rồi bà thanh đệm giày cao gót xuống sàn rửi đi nhiều khi sao con dại thế sao con dại thế hả bà thẩm khóc ngã quỵ xuống sàn nhiều khi vội đỡ lấy mẹ mình cô khóc nấc mẹ mẹ đừng như thế mẹ đánh con đi mẹ như thế con sợ lắm bà thầm nói trong nghẹn ngào nghe lời mẹ bỏ đứa bé đi con không biết một mình nuôi con vất vả thế nào đâu còn có tương lai còn có cuộc sống của mình nghe lời mẹ đi nào mẹ con không muốn bỏ đứa bé con của con có tội gì đâu mẹ bà thầm lấy tay đập vào ngực mình con muốn mẹ chết con mới vừa lòng à được vậy thì mẹ chết cho con xem nhiều khi nắm lấy tay mẹ rồi khóc nức nở, mẹ cô xin mẹ, mẹ đừng như thế mà. vậy con làm được không? nhục nhã như thế, con bắt mẹ sống ngư. cô đau lòng ôm lấy mẹ, được được được, con nghe lời mẹ, mẹ đứng lên đi ạ. À? bà ôm lấy con gái, xin lỗi con, nhưng rồi sau này con sẽ hiểu, mẹ là muốn tốt cho con. nhiều khi không nói gì, cô chỉ biết khóc nức nở. những ngày sau, vào ngày nào cũng đến thăm cô. Từ ngày xảy ra trận hỏa hoạn Anh cảm thấy bất an không yên tâm chút nào Chỉ cần rời xa cô Anh cảm thấy bồn chồn lo lắng Nhiều khi khéo léo không làm cho Phạm nghi ngờ Do bác sĩ nói Nhiều khi ngửi quá nhiều khói Cơ thể cô suy kiệt về lại theo dõi mấy ngày Thấy bà Thanh hay ông Đàm không ý kiến chuyện hai người Chỉ hỏi qua Họ bên nhau bao lâu cũng không hề phản bác Phạm càng lúc càng vui vẻ hơn Lúc này anh ôm lấy nhiều khi hôn lên tóc cô Mấy ngày nữa em xuất viện Chúng mình đính hôn nhé Cô nằm trong lòng anh miệng nở nụ cười Nhưng ánh mắt thì đỏ hoe Cô cố gắng lắm mới nói Ừ được ạ Nghĩ đến thôi Phạm vui sướng vô cùng Mà lúc này đây mẹ thẩm đi vào Thiếu ra cậu đi học đi để tôi chăm con bé Phạm không đành lòng buông cô ra Anh đứng dậy vút tóc cô Hôm nay anh có tiết kiểm tra Làm xong sẽ về với em Cô cười nói anh làm bài tốt nhé Anh không người hôn lên chán cô Rồi cầm ba lô không nỡ rửa đi Nước mắt rốt cuộc cầm không được mà rơi xuống Cô nức nở Mẹ thẩm đi đến chỉ biết ôm con gái trong lòng Rồi sẽ qua thôi Nhiều khi Thế giới đó không thuộc về chúng ta con à Cô lấy dưới gối một vé máy bay đi Pháp Bà Thanh đã chuẩn bị sẵn cho cô Còn có cả một cái phong bì Nước mắt cô ướt đẫm khuôn mặt Cô hận ông trời bất công với mình Để khi bà Thanh đến Cô đã yên vị trong phòng cấp cứu Mẹ thẩm ngồi phía ngoài khóc không thành tiếng vì bà xuất thân nghèo hèn Có gái bà phải chịu uất ức như vậy Bà Thanh nhìn đồng hồ có chút suốt ruột Bà đứng lên nhìn ánh đèn cấp cứu Đèn tắt Bác sĩ mở cửa bước ra ngoài Bà Thanh vừng rỡ Sao rồi? Mọi thứ ổn chứ hả? Mọi thứ đã xong Về nhà tẩm bổ cho cô ấy lấy lại sức Bà Thanh cười nhẹ Rốt cuộc mọi thứ xong rồi Lúc đẩy nhựa khi ra Cô im lặng nằm đó Sắc mặt trắng bệch yếu ớt Bà Thanh thở dài quay mặt nó với bà Thẩm Hãy rời đi trước khi thằng Phạm nó về. Bà Thẩm không trả lời, đi đến bên cạnh con gái xót xa hỏi: Con ổn chứ? Như khi mở mắt nhìn mẹ, con ổn. Mẹ đưa cái này cho bà chủ, là một phong thư cô viết cho anh. Lúc Phạm đọc được lá thư này, cô đã không còn bên anh nữa. Phạm, kiếp này xem như em nợ anh, hãy sống tốt, đừng tìm em nhé. Chỉ vòn vẹn mấy chữ. Có phải cô bị anh nuông chiều quá rồi sinh hư? nó đi là đi không một lời từ biệt nhẫn tâm biến mất khỏi thế giới của anh lần đầu tiên phạm trở nên điên loạn anh lập tung khắp nơi tìm cô đến bà thẩm cũng không tìm được dù về quê của hai người tất cả đều là vô vọng trong một năm cô rời đi anh vô số lần nhập viện anh đánh nhau uống rượu đến viêm loét dạ dày tự hành hạ bản thân mình cho đến khi ông đàm không thể tiếp tục nhìn con trai thê thảm ông đã nhiều lần giáo huấn vợ mình nhưng tất cả đã quá là muộn màng rồi Dĩ nhiên Phạm rất rõ nhiều khi không tự nhiên ra đi Anh nhiều lần tra hỏi bà Thanh Nhưng bà bảo không biết gì Bà Thanh cũng khóc cạn nước mắt với anh Khi tất cả sự thực rơi vào tuyệt vọng Cho đến một ngày Phạm quyết chọn đi du học rời xa nơi đau lòng này Máy bay cất cánh Bỏ lại nỗi đau tuổi trẻ phải gánh chịu Nỗi đau biết khi nào nguôi ngoai Bởi chúng ta nợ nhau một lời tạ từ Nên sau này nhớ nhau mãi không quên Lời hứa năm ấy Của một người cùng anh đi đến hết đường đời rằng sẽ mãi không bao giờ buông tay anh và cô đều không quên đi nhưng cũng không thể thực hiện được lời hứa ấy năm tháng đó anh tin rằng cả bầu trời nằm trong tầm với cho rằng dù đến bất cứ đâu bất cứ nơi nào trên cõi đời này anh và cô sẽ không bao giờ rời xa vậy mà giờ đây cô nhận tâm quay đi không nhắc đến những lời hứa chắc như đinh năm đó nữa rồi bởi vì những vấp ngã của tuổi trẻ những thất bại cãi vã và tổn thương năm ấy khiến chúng ta hiểu được trên đời vốn không có gì là mãi mãi Đời là vậy Tình yêu của những năm tháng đầu đời Có mấy ai thành đâu Bởi vì bầu trời này vốn dĩ rộng lớn Và chúng ta chỉ là một khoảng trời xanh Năm nào đó mà thôi Ba năm sau Tháng 11 năm nay Thời tiết hơi lạnh buốt Do một phần ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới Những cơn mưa không ngừng đổ xuống giả dích Khí trời cũng ảm đạm hơn bao giờ hết Tại khách sạn Newton trong khung cảnh sân khấu đang thiết kế Người qua kẻ lại tấp nập Ba ngày sau Nơi đây sẽ là tuần lễ thời trang quốc tế Chủ tịch bà thấy thế nào ạ à? Bà thanh ngưỡng đầu nhìn theo ánh mắt cô thư ký Lại cúi đầu nhìn qua bảng thiết kế Rất tốt Mọi người cứ thế làm nhé Vivian cô ấy về dự được chứ Dạ không ạ Hôm qua trợ lý cô ấy nói cô ấy không về ạ Bà dày dày chán Vẻ mặt có chút tiếc nuối Tôi đích thân liên hệ Thế mà không cho chúng ta chút mặt mũi à Cô gái này cũng quá kiêu căng đấy nhỉ Thấy chủ tịch tỏ vẻ không vui Cô thư ký nhẹ nhàng an ủi Dạ không phải riêng chúng ta đâu ạ Tôi nghe nói ở Pháp Cô ấy xuất hiện trước công chúng Cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay Ít khi tham dự sự kiện lắm ạ Đúng là quái lạ Bà Thanh quay người rời khỏi nơi tổ chức sự kiện Vừa tiếc nuối lại vừa khó xử Phải hạ giọng lắm Với Tần Hà Vũ Mới ký được hợp đồng bộ thiết kế của cô ta Tiếc thay lại không có chủ nhân Mấy ngày nay báo chí toàn đưa tin có sự xuất hiện của Vivian Thế mà họ lại bảo chúng ta bốc phát cho mà xem Nhìn ngoài trời thời tiết không tốt Cơn mưa tuy không lớn lại kéo dài Khiến cho lòng bà ta thêm lo lắng Cô thư ký bên cạnh chẳng biết phải làm sao Cho nên chỉ có nước cúi đầu im lặng Rốt cuộc bà Thanh không cam lòng Cầm điện thoại bấm một dãy số Một lúc sau có người nghe máy Bà Thanh thay đổi sắc mặt lẫn giọng nói Tần Tổng à, làm phiền cậu chút đối phương bên kia dòng người đàn ông trẻ tuổi vâng chủ tịch có chuyện gì ạ dĩ nhiên có chuyện cần nhờ tần tổng tôi nói thẳng không dài dòng đâu nghe nói thời gian sắp tới tần thị là đại diện phát ngôn cho vivian không biết thông tin này có chính xác không đây à, chủ tịch lâm thanh nắm bắt thông tin nhanh nhạy quá đúng ạ tần thị đại diện phát ngôn trong nước cho cô ấy trong thời gian tới biết là thông tin mình nắm là chính xác bà thanh bước ra khỏi cửa khách sạn vậy à không giấu gì cậu một tháng nay tôi liên hệ với đại diện cô ở Pháp Muốn mời cô về dự liên hoan thời trang lần này Nhưng đến hôm nay bên ấy trả lời không được Chẳng biết Tần Tổng có cách nào giúp tôi không Xem như tình hợp tác bao năm qua hỗ trợ tôi lần này Đối phương rất nhanh trả lời Xin lỗi chủ tịch ạ Chuyện này có vẻ khó Dưới bộ điệu thời trang Ai cũng quá rõ nguyên tắc vàng của Vivian Đến cả tôi cũng bất lực thôi Qua cuộc gọi Sắc mặt bà Thanh càng thêm khó coi Được trợ lý che dù ra xe Bà chỉ biết miếng cưỡng cười khẽ Rồi nhanh chóng tắt máy Nhìn ra màn mưa Bà Thanh thở dài khi ngồi vào xe Bất giác bà nhìn ra ngoài Một cô gái mặc chiếc đầm đen bước xuống Tay cầm chiếc dù Chỉ nhìn qua bên mặt Dù bị chiếc dù che mắt Nhưng liền thu hút bà Vì vóc dáng cô gái này quá là đẹp đi Mái tóc uốn xoăn phía sau Tuy trời mưa Nhưng cô gái rất thanh tao không vội vã Nhìn sơ qua khí chất xinh đẹp ngút ngàn Chỉ tiếc không nhìn rõ mặt Chẳng nhẽ người mẫu nào đến để diễn tập Bà quay người cứ ngờ ngợ Cho đến khi xe chạy khuất Mới không tiếp tục nhìn Thời gian chẳng chờ đợi một ai Ba năm Một khoảng thời gian không quá dài Cũng không quá ngắn Biết bao nhiêu thứ thay đổi Thanh xuân năm nào vô tình trôi qua Không hề lưu luyến một ai Mạc thị tiến hành điêm yết ra thị trường chứng khoán thế giới Đất nước đầu tiên đánh chiếm là Mỹ Giới truyền thông thay phiên nhau đưa tin Truyền hình đưa tin trực tiếp về buổi họp báo Lúc này đây, Tổng giám đốc Mạc Thị đứng trước máy quay phát biểu tình hình hoạt động và định hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn. Phát âm chuẩn tiếng Anh, toàn thân toát lên vẻ tự tin, khuôn mặt như tạc tượng, khí chất lạnh lùng đầy thu hút. Mọi thứ kết thúc trong sự tốt đẹp khi báo chí muốn phỏng vấn. Vệ sĩ chắn ngang hàng rào, phạm lạnh lùng đeo kính đen đi thẳng ra ngoài, ngồi vào xe chẳng màng thế sự nhốn nháo bên ngoài. Ba năm đối với người khác có thể coi là cây chớp mắt nhẹ nhàng trôi qua Nhưng đối với Phạm đó là cả một thế kỷ Ánh mắt đen láy giấu vào đó là nỗi đau năm nào Dù qua bao nhiêu sóng gió Nhưng cảm giác vẫn yên nguyên như cũ Lúc Phạm về đến nhà trời khá tối Hôm nay anh không có lịch hẹn với ai Căn biệt thự tách riêng với phố xá ồn nào Nằm ở khu ngoại ô gần thành phố Một năm trước lúc trở về Anh không còn trở về mạc ra Lúc Phạm đi du học được 2 năm Ông Đàm ở nhà gặp tai nạn Phạm không thể làm gì khác Bởi đang dĩ quay về tiếp quản mạc thị Cũng may anh vừa thi xong Còn kỳ thi cuối chốt điểm Anh vừa học vừa làm bay đi bay về Bao nhiêu tâm huyết và công sức Dù biết mạc thị trên thương trường Có chỗ đứng vững chắc Thế nhưng từ lúc Phàm tiếp nhận Anh thay đổi hoàn toàn cách quản lý trên dưới Tham gia các dự án mạo hiểm Chỉ là tài kinh doanh của Phàm trong một năm Lại khiến thương trường dậy sóng Còn phải e rẻ anh Hôm nay, chứng khoán mạc thị tấn công thị trường thế giới càng làm bọn họ không rét mà run. Ông Đàm vô cùng tự hào về con trai mình, nhưng cũng vô cùng đau đầu. Tuy mang danh chủ tịch mạc thị, nhưng một năm qua, ông không chủ trì việc gì nữa, dường như không còn can thiệp đến mạc thị. Cách làm việc của Phạm quá là quyết đoán, ra tay cũng không lưu tình một ai, cách mà thương giới chuyển miệng nhau. Cả lão làng mạc thị chỉ biết than trách với ông Đàm. Ông cũng chỉ có nước biết trơ mắt im lặng Tại vì không khỏi thừa nhận Chỉ thời gian ngắn Phạm có thể đưa Mạc Thị ra tầm thế giới Tại nàng thiên bẩm này Khiến cho giới kinh doanh kiêng nể Ngoài trời lúc này mưa giả dích Những cơn gió ngoài kia càng thêm lạnh buốt Nhiều khi à Tiếng gọi trầm khàn vang vọng căn phòng lớn Phạm tỉnh dậy từ trong cơn mơ Mồ hôi lấm tấm trên trán Anh bước xuống giường Lấy áo khoác ngủ che đi dòng chữ được xăm đậm trước ngực cầm lấy bao thuốc ngọn lửa nhom nhem cho căn phòng tối rất nhanh được bật lên chỉ cái giết nhẹ là khói trắng lượn lờ trong không trung bước đến gần cửa sổ hướng lấy cái gió lạnh trong đêm khuya khiến đầu óc của anh trở nên tỉnh táo thật ra mà nói có một thời gian anh phải uống thuốc an thần mình nhắm mắt an tĩnh ngủ được nhưng thời gian sau này anh ý thức loại thuốc đó nguy hiểm tự kiềm chế bản thân làm việc cho đến khi mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay ấy thế mà đến khuya Anh vẫn mơ những giấc mơ cũ kỹ kia Ba năm không đêm nào không hành hạ anh Cái tên thẩm nhiều khi Dù thực tế chìm vào quên lãng Thực ra nó chưa bao giờ là quá khứ Mỗi đêm khi giật mình tỉnh giấc Anh vẫn gọi đây thôi Anh rất khinh thường bản thân Ba năm qua khó khăn thế nào cũng vượt qua Lại vô dụng nhớ đến cái người nhẫn tâm bỏ rơi mình Anh nhếch môi Nụ cười đầy chua chát Nhất định sẽ quên thôi mà Anh sẽ không hành hạ bản thân nữa dù sao mối lương duyên không nên có đó Cũng sớm chết từ 3 năm trước rồi Trong căn phòng được thiết kế tỉ mỉ Trang hoàng xa hoa Một bóng người yên tĩnh ngồi trên ban công ăn pizza Chiếc bàn màu trắng được chế tác Theo phong cách châu Âu ngổn ngang trên mặt bàn Các bản thiết kế cùng pizza hut Một loại đồ ăn nhanh được mua từ bên ngoài Phía dưới ban công Ánh sáng điện từ mọi nhà dần dần được thắp sáng Kéo ra màn đêm vô tận Vốn bình thường quen sống trong phòng thiết kế Ta phong sinh hoạt khá đơn giản Phần lớn đều ở bên trong phòng làm việc Mái tóc dài được cố định Bởi hai chiếc bút chì màu sắc rực rỡ Ánh mắt linh động Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ngũ quan xinh đẹp đến phát hờn Không cần son phấn Vẫn rất thanh lịch tươi mát khí chất khó giấu được Càng ngắm nhìn cô Ánh mắt cô toa ra sự cô liêu khó tả Lúc này cửa phòng gõ nhẹ Kế tiếp người đàn ông trẻ tuổi khí chất thu hút Bên cạnh có cô gái ăn mặc vô cùng sảnh điệu tiến vào bên trong Tần Hạ Vũ hướng đến cô gái ngồi trên ban công bằng ánh mắt yêu chiều Vivian, sơn pizza nữa, em ăn uống thế này sao đủ chất Cô quay đầu mỉm cười với Vũ, thong thả bước xuống ban công Cô cầm ly nước uống một ngụm Không sao, em thấy ngon mà Vũ không đồng ý, anh lắc đầu bắt đắc dĩ cô gái đứng bên cạnh mình Helen, cô chăm sóc Vivian thế nào thế? Ăn uống không được qua loa Helen chỉ biết im lặng bất đắc dĩ thở dài Boss nhà cô tính tình lạnh lùng Là người nổi tiếng Nhưng cuộc sống thì vô cùng bình dị Tính cách trầm lặng dịu dàng Thích yên ắng, lãnh đạm như vậy Vivian nhíu mày Lên bênh vực trợ lý của mình Anh đừng trách Helen Do em muốn thế Mà được rồi anh nói đi Tìm em có việc gì không đấy Vừa nói Cô cầm sắp vải đủ màu sắc ngắm tới ngắm lui Vũ biết Vivian đã lâu Chắc phải 3 năm rồi Cô luôn như thế Tuy nhẹ nhàng nhưng cư xử xa cách ngàn dặm Là người anh muốn sang tay che chở Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu Nhìn thì thực sự cô rất gần anh Nhưng lại ở rất xa Vivian, bên Fashion track Muốn mời em xuất hiện cho thời trang quốc tế lần này Cô ngẩng mặt xem như đã hiểu Bàn tay trắng mút cầm lấy thước Vừa đo khúc vải đặt sẵn ngăn nắp trên bàn Cô nhàn nhạt, nhạt trả lời Chẳng phải em bảo Helen từ chối rồi à Đây là triển lãm thời trang quốc tế trong nước em lâu rồi mới về lại. Anh muốn em đi xem, để xem trong nước mình phát triển thế nào. Cô cười khẽ. Tấn tổng ơi, em có thể xem trên TV. Thực sự em không hứng thú, không muốn xuất hiện. Vũ chỉ muốn thử một lần xem sao. Anh muốn cùng một lần cùng cô xanh bước bên cạnh nhau. Còn ước nhiều điều hơn nữa. Chỉ là bấy lâu nay thời gian khá dài, anh vẫn không chạm đến cảm xúc thật của cô. Muốn gì trái tim được cất giấu kỹ lưỡng bên trong. Đang muốn nói thêm, điện thoại của anh vang lên. Sau khi kết thúc cuộc gọi Anh có việc đi gấp nhé Tối chúng ta dùng bữa cùng nhau Nở đủ cười xin lỗi cô ngại ngùng Tối đêm có hẹn rồi xin lỗi anh ạ Từ ngày cô về nước Anh chưa một phút nào riêng tư với cô Cảm giác rất rõ cô luôn tránh né anh Vũ cũng chỉ biết cười khổ Vivian lần này về nước Là được sự nhờ vả của ông anh Vì ông của Vũ là bạn thân của thầy Vivian Nghe nói Năm cô học năm nhất tại Pháp Lúc vào trường được rach Một nhà thiết kế nổi tiếng hợp pháp hiện nay Là thầy của cô chọn lấy Chỉ một năm qua thôi Vivian nhanh chóng ghi tên mình trên bản đồ giới thời trang Thiết kế tinh tế độc đáo Ba năm trôi qua Cô tân sinh viên năm nào Giờ là ngôi sao được giới thời trang săn đón Lúc Vũ rời đi Nụ cười trên môi cô chợt tắt Cô gái mang tên Helen lúc đi vào cùng anh ta Nhạy bén bước đến khóa trái cửa Sau đó cẩn trọng quay lại Chị chuyển khoản cho bà ta chưa? Helen gật đầu Rồi ạ, Nhược Hy, chị nghĩ số lãi quá đủ Em có cần suy nghĩ lại không? Đúng, cô gái mọi người hết lời ca tụng Mong một lần được gặp mặt không ai khác Chính là thẩm Nhược Hy Cô bây giờ thay đổi rất nhiều Chỉ có một việc mãi không đổi thay Cô lắc nhẹ tách trà Được rồi, không cần chuyển nữa đâu Helen vốn là người châu Á giống như Nhược Hy Trước khi làm quản lý cho cô Helen vốn là đàn chị của Nhược Hy trong trường Hai người gặp nhau ở xứ người gia cảnh khá giống nhau cho nên rất nhanh chóng thân thiết. Những đau khổ khốn khó của Nhược Hy năm đó ở Pháp, chỉ Bình Helen chứng kiến mọi thứ. Từ lúc Nhược Hy thành danh đã giúp đỡ Helen rất nhiều. Tuy bên ngoài bọn họ là quan hệ công việc, nhưng Nhược Hy chưa một lời xem Helen là nhân viên của mình, mà là một người chị để khi mệt mỏi Nhược Hy có thể dựa vào. Hoàn cảnh của Nhược Hy, chị Helen là người rõ nhất. Helen luôn biết ơn và thành tâm xem Nhược Hy là em gái của mình, che chở, chăm sóc, lo lắng. 3 năm trôi qua Từ ngày mới kiếm tiền qua các tác phẩm thiết kế của mình Mỗi tháng nhiều khi đều bảo Helen chuyển tiền cho một tài khoản duy nhất Còn số dư chắc có lẽ mua được mấy ngôi nhà to ở mặt phố Ơn nghĩa thế nào Helen không nói đến Nhưng cô thấy nên kết thúc thôi Cũng may nhiều khi cũng suy nghĩ Chủ nhật cuối tuần Phạm không đến công ty Anh tự lái xe qua ngoại ô phía nam Muốn đến thăm ông mình Thời gian trước Phạm không còn trở về mặc ra nhưng anh thường xuyên lui tới thăm mạc lão gia, có lẽ từ nhỏ, người hiểu anh nhất không ai khác chính là ông nội của anh. Chỉ những lúc trở về ngôi nhà cổ ở ngoại ô, tâm tình cùng với ông, anh mới thả lỏng được bản thân mình. Hơn nửa tháng nay anh khá bận, hôm nay mới có dịp trở về. Cửa lớn rộng mở, Quản gia đứng trước cửa chờ sẵn. Phạm xuống xe, không an tâm hỏi lục quản gia, "Ông tôi dạo này khỏe chứ?" "Dạ, lão gia rất khỏe, cậu yên tâm đi ạ." Phạm nhạy mến phát hiện ánh mắt của quản gia vui vẻ hơn hàng ngày. Anh vừa xài bước vừa hỏi: Ông tôi đâu? Dạ, lão gia đang ngoài vườn ạ. À? Phạm gật đầu, chân xài bước ra sau ngoài vườn. Bất giác bước tới gần vườn hoa, anh nghe tiếng cười vui vẻ của ông mình. Chân mày Phạm nhíu lại. Ông tôi có khách à? Quản gia gật đầu, nhưng ngoài ý muốn. Lúc Phạm bước ra, trước mắt anh, mặc lão gia ngủ trên ghế gỗ đang trò chuyện cùng một cô bé. Mẹ con rất nhỏ, lúc nãy anh chưa thấy mặt. Chỉ thấy cô bé ngồi trên ghế Thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc đầm trắng bằng tơ Mái tóc đen dài xõa ra sau Nhìn rất đáng yêu Mạc lão ra ngẩng đầu nhìn thấy Phạm Ông hiền lành nói Phạm à mới đến đây hả lại đây đi Cô bé nghe thế quay đầu nhìn anh Trời đất bước chân của Phạm như khựng lại Mọi sự tập trung đặt lên người bé con Chẳng biết ông của anh nhặt ở đâu một búp bê sống thế này Bé con chắc chưa được 3 tuổi Nước da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh Đôi mắt to tròn Hàng mi thực dài Đang ngơ ngác nhìn anh đầy đáng yêu Qua đôi mắt trong veo này Anh cảm thấy quen thuộc Sống mũi cao nhỏ Còn có đôi môi chúm chím hồng hồng Đây quả là một thiên thần bé bỏng Bao năm qua trái tim phàm lạnh giá Nay chỉ cần nhìn cô bé này Anh cảm giác như muốn tan chảy Quá đẹp Chỉ muốn ôm lấy mà bế trong lòng thôi Bé con từ lúc đó giờ qua sát anh Chắc là bị khuôn mặt lạnh lùng của phàm hù không ít Bé con im bặt cánh môi cô chút sợ sệt nhìn anh lục lão gia thấy thế mẹ lấy cô bé ôm trong lòng dỗ rảnh bảo bối ngoan không sợ đây là cháu của ông chú ấy tên là phàm cô bé mềm mại như bông dựa vào lòng mạc lão gia rồi lén lén nhìn phàm còn bĩu môi đáng yêu nhưng chẳng dám nói một chữ phàm thế mà lại sợ hù con bé sợ hãi anh nhẹ giọng hỏi ông à cô bé này mạc lão gia cười nói hàng xóm nhà mình ngôi nhà đối diện là mẹ con bé mới mua Hai mẹ con mới dọn đến Lần đầu gặp con bé này Ông đã rất thích Mà cháu biết không Bé con xinh xắn thế này Giống mẹ nó đấy Mẹ của nó đẹp lắm Những cô gái chân dài của cháu á, Chắc bằng một nửa mẹ con bé thôi Ông Luyên Thuyên kể chuyện Nhưng tâm tình phàm thì đặt vào bé con Anh tự nhiên muốn được ôm cục bông này Ông à cho bé được chứ Mạc lão gia ngạc nhiên Vì phàm luôn lãnh đạm thờ ơ Thế mà lại mềm lòng vì nhóc này Đúng là lạ thật Ông thở dài Năm ấy nếu con dâu ông không dại dột Chắc bây giờ có chát bồng rồi đây Vỗ vỗ cục bông trong lòng Bối bối ngoan Chú muốn bế con được chứ Chú Phạm là người tốt Con đừng sợ Phạm đưa tay ra Hơi cứng ngắc dỗ dành bé Nào bối bối à Chú bế Mạc lão ra không ngờ Thế mà bối bối Sau vài giây chừng lại Lại đưa tay cho Phạm bế Anh nâng bé con lên Dỗ ôm trong lòng Đúng là mềm như bông Tròn tròn nhỏ nhỏ Cảm giác quá sức tưởng tượng Phạm hít thở sâu lấy lại tâm tình Bồi bối dựa sát vào ngực anh Gác đầu nhỏ trên vai anh Như thân nhau từ bao giờ Cái mà phúng phính này Phạm thực chỉ muốn cưng nựng Sao trên đời có đứa trẻ đáng yêu Xinh xắn thế này chứ Mặt anh bỗng thấm lại Nếu năm đó không có sự chia ly Chắc giờ này anh cũng được làm ba rồi Bồi bối à Giọng người phụ nữ vang lên Phạm và Mạc Lão Gia quay đầu nhuền miệng cười. Gì Helen? Helen đi đến gật đầu với Mạc Lão Gia Cháu tôi có lỗi, bố bối phiền ông rồi ạ. À? Không sao đâu, cứ để bố bối qua đây chơi với ông. Ông rất thích con bé. Helen cười, quay lại nhìn Phạm. Mày cũng nhíu lại, nhìn sắc mặt tỏa ra thoải mái. Chào anh, phiền anh rồi ạ. À? Bố bối ơi, qua gì bế? Helen lén nhìn Phạm, rồi lại nhìn qua bối bối có điều gì lạ lạ. Bố bối rời khỏi phòng tay của Phạm. Bỗng anh thấy mất mát. Bối bối giơ tay mũm mĩm Cháu chào chú Giọng con bé non nớt đáng yêu vô cùng Phạm mỉm cười cầm lòng không được đưa tay béo lấy cái má của bối bối Từ đầu đến cuối không nhìn qua Helen Lúc đầu anh có nghe gọi là gì Cho nên chỉ nghĩ là bà con với cô bé Anh nhìn cô bé được bế đi Cho đến khi khuất khỏi tầm mắt thì thu hồi lại Ông Mạc đứng dậy chống gậy đi vào Có phần phiền não Có không mau kiếm một đứa chắc cho ông đi Phạm cười khổ đi theo sau ông Lúc chuẩn bị vào nhà chính, tầm mắt anh nhìn qua ngôi nhà đối diện. Lúc này Helen chuyển bối bối sang cho một cô gái. Dù từ xa, nhưng anh thấy rõ bối bối cười hít mắt khi được cô gái kia bế. Chắc chắn là mẹ con bé, nó vui thế cơ mà. Chỉ tiếc là Phạm không thấy được mặt, vì lúc này cô gái bế bối bối vào trong. dáng dấp mảnh mai thanh tao, chỉ nhìn từ xa Phạm cũng không đánh giá được nhiều. Trong căn phòng thanh tao, rèm cửa trắng mút, làn gió nhị nhàng bay cuốn theo hương hoa nhà nhị nhị thoang thoảng bố bối ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ Nhiều khi dựa vào chiếc ghế gỗ Bên trong có lót nệm Ghế gỗ đung đưa theo từng chuyển động đôi chân của cô Ôm lấy thân hình bé bỏng của con gái trong lòng Trái tim như tan thành nước Bao mệt mỏi đều biến mất Nằm trong lòng nhiều khi Bố bối thích được thế này Được ôm ấp xoa lưng Đôi mắt bắt đầu khép hờ Bắt đầu lim dim Nhưng đầu nhỏ chợt nhớ đến chuyện gì Ngừng mặt bầu bĩnh lên chu môi Mẹ ơi chú Xóa lấy mặt con gái Nhìn vẻ mặt buồn ngủ đến nhớn mắt Cũng không lên của con khiến cho cô buồn cười Cô hôn lên cục cưng hỏi Chú á, có gặp chú nào Một bối mơ màng rụi mắt vào ngực cô Chú, nhà ông có chú Rồi rất an nhiên ngủ ngon lành trong lòng cô Nhưng khi cúi đầu Thấy mắt con đã chìm vào giấc ngủ Chắc cháu của mạc lão ra Lúc này Helen đi vào phòng Nhìn nhiều khi bế con bé dịu dàng đặt xuống giường Sau đó cúi đầu hôn lên chán con Cảnh tượng này đối với người khác có lẽ bình thường Nhưng mỗi lần Helen thấy lại cảm thấy chạnh lòng chua xót. Nhiều khi quay người thấy Helen Chị à, lúc qua rước bối bối, bên đó này có ai à? Phải gây ấn tượng tốt cho bối bối Nên con bé mới nhắc đến như vậy Mỗi vấn đề con gái nói đến cô rất quan tâm Helen gật đầu Hình như cháu của ông Mạc ấy Nhiều khi không mấy quan tâm Chị gật đầu rồi kéo rèm che chắn ánh nắng cho con gái Nhưng lúc này Helen nói tiếp mà nhiều khi à Chỉ thấy anh ta quen mắt Với cả Nhìn vẻ đam chiêu cố suy nghĩ của Helen Nhiều khi buồn cười Người đó thế nào mà thu hút cả Helen Và cô con gái của cô đây Đi ra khỏi phòng bối bối và phòng bên cạnh Thuận tay mở TV muốn xem chương trình thời trang quốc tế Nhìn trên màn hình hiện bảng tin tức đưa tin chứng khoán Hình ảnh người đàn ông lạnh lùng Đẹp đến từng góc cạnh đứng phát biểu Điều khiển cô phải nắm chặt lắm Mới không rớt xuống thảm Cô thơ thẩn nhìn màn hình Chớp mắt cũng không dám chỉ sợ chớp mắt hình ảnh kia sẽ biến mất Bất ngờ lúc này Helen thét lên Ơ là anh ta đấy Đúng rồi hèn chi thấy quen Thì ra là người nổi tiếng Ôi má ơi anh ta là tổng giám đốc Mạc Thị à Mạc lão xa Mạc nghi phạm Nhiều khi quay người nắm lấy tay Helen Hơi thở có chút vội vàng gấp gáp Chị nói người bế bối bối vừa rồi là anh ấy á Helen chỉ kịp gật đầu Thấy nhiều khi chạy ra ngoài Cô lấy làm lạ cũng đuổi theo sau Lúc này mặt trời xuống núi Hoàng hôn rực rỡ cả vùng trời Nhiều khi ra đến cửa Cô nhìn qua nhà đối diện Giờ trùng hợp xe của Phạm chạy ra Anh có việc nên về sớm chút Cả đời này có nghĩ ngàn lý do Và hoàn cảnh lúc hai người gặp lại Phạm cũng khó nghĩ ra được trường hợp này Cô vội bước qua đường Thông qua màn kính đen Cô không thấy rõ anh Nhưng cô linh tính người đang lái xe chính là anh Hai tay nổi gân xanh Nắm chặt vô lăng như bốn bóp nát vỡ vụn Phạm nhìn thân ảnh trước mắt Nỗi đau năm nào như bị bóc vảy Trái tim vô cùng đau đớn Máu như ngưng tụ cả hơi thở cũng trở nên khó khăn Xe càng lúc càng gần mình Nhiều khi cứ nghĩ anh ngừng lại Nhưng không, chiếc xe cố tình ngoắc lái lách qua cô Nhiều khi đỏ mắt Cô xoay người nhìn theo Phàm, giọng cô nước nở ưu thương Đưa tay lau lấy dòng lệ nóng hổi chảy qua má Cô cắn môi ngăn cho mình không nước nở thành tiếng hay lên lo lắng chạy ra Vừa lúc thấy cảnh này như khi à, em sao thế? Chúng ta vào nhà thôi em. Nhìn qua kính xe, thân ảnh trôn dấu năm nào ngày càng khuất dần, chỉ còn là một chấm trắng rất nhỏ rồi biến mất hoàn toàn. Phạm Kiệt sức tấp xe vào lề, mắt anh như là mất đi phương hướng vậy. Sau đó là từng cú đấm nện xuống vô lăng, giọng anh khàn đặc như kiềm chế tâm tình. Không, chỉ là mơ thôi. Thầm như khi tôi hận em. Mặt anh đỏ hoe lầm bầm trong tuyệt vọng. Nhiều khi cuộn người nhìn ra màn đêm thanh vắng trên tay là bức ảnh lúc sinh nhật của phàm tấm ảnh rất đẹp anh mặc chiếc áo cô tặng cô ngồi trong lòng anh được anh ôm lấy che chở trong vòng tay hai người má kể má nở nụ cười hạnh phúc nhất năm đó cô rời đi vì cô không còn sự lựa chọn bao năm qua dù khổ sở vất vả thế nào cô muốn một ngày trở về đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh căn nhà này là vũ mua dù mẹ con cô cô là nhà thiết kế Cô muốn có một nơi ở an yên Suy nghĩ ra nhiều mẫu thiết kế hơn Cho nên cô nhờ Vũ chọn nơi gần gũi thiên nhiên Chẳng ngờ anh ta chọn nơi này Về đây chưa bao lâu Khó mà ngờ được Mạc lão ra hàng xóm bao ngày Lại là ông nội của Phạm Đúng là hữu duyên Ba năm qua Nhiều khi âm tầm theo dõi Phạm qua báo chí Cô biết anh thay đổi thế nào Nên cô luôn cố gắng hết sức Để không cách anh quá xa Cô nhớ như in năm đó Nguyên do mình rời đi là vì đâu Mỹ, Mị... Mẹ ơi Tiếng của con nước nở trong đêm Cô hoảng hốt tung cử chạy ra Bé con chân trần, thân thể nhỏ tròn Mặc bộ đồ Kitty đáng yêu Rụi rụi mắt miếu máu tìm mẹ Bố bối à, mẹ đây con đừng sợ Bé con gái bé bỏng trong lòng Cô tự nhốt mình trong phòng khá lâu Chắc bố bối giật mình không thấy cô nên hoảng sợ Từ nhỏ Bố bối dường như thiếu tình thương từ ba Cho nên bé cưng bám lấy cô giết Bé bối bối lên giường Ôm lấy con gái vỗ về Cô Cương à, con ngủ đi nhé, mẹ ngủ cùng con. Bối bối kêu khẽ rồi dụi mặt vào ngực cô. Cô nghĩ, ngày đó quyết sinh bối bối ra cho bằng được là sự lựa chọn đúng đắn. Nếu năm đó cô nhận tâm phá bỏ cái thai, cả đời này cô không tha thứ cho bản thân mình, cô sẽ bị dài vò lương tâm mà chết mất. Cô hôn, rồi hôn lên đỉnh đầu con bé. Bối bối à, mẹ sẽ tìm ba về cho con nhé. Dưới ánh đèn đường hưu hát, một chiếc xe hơi bị bóng tối bao trùm làn khói thuốc lượn lờ bay trong không trung phàm nhìn lên ánh đèn trên căn phòng vụt tắt anh mới thu lại tầm mắt mình cũng chẳng rõ vì sao mình lái xe quay trở lại đây cứ thế ngồi thế này mấy tiếng đồng hồ buổi sáng hôm sau một đêm dài không chợp mắt được nhiều khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc cô tỉnh dậy hoảng hốt chẳng thấy con bé đâu Nhờ đến đêm qua cô bảo helen quay về thành phố làm một số việc cho mình cô gấp gáp bén chăn chạy xuống lầu nhưng bố bối không có trong nhà nhiều khi không bình tĩnh được chạy ra sân Bố bối à con ở đâu thế bối bối Tiếng gọi pha lẫn sự run rẩy Có lẽ tiếng gọi của cô khiến người xung quanh nghe được Nhiều khi thấy phàm đứng trong sân mạc ra Trên tay bế bối bối Anh nghe tiếng của cô cho nên tốt bụng bế bối bối ra cổng lớn Bối bối cười rộ ngây thơ vẫy tay với cô Mẹ mẹ Nhiều khi thở hát cô mở cửa bước ra Lúc này phát hiện tối qua Thế mà cô không khóa cửa Bước qua bên đường từ đầu đến cuối Phạm nhìn cô chăm chăm Cô gái này qua 3 năm Về đẹp ngây ngô năm nào càng thêm sắc sảo Phải nói là ông trời quá ưu ái cho cô đi Da thịt trắng ngần không chút tỉ vết Mái tóc đen dài năm nào Rồi được uốn nhẹ bồng bình Từng đường nhét trên mặt không bắt bẻ được gì dáng dấp cũng khác hẳn ngày xưa Mềm mại quyến rũ Lúc này đây Nhiều khi mặc chiếc đầm ngủ thùng thình Dài qua gối có tay màu trắng Tuy vậy nhưng rất xinh đẹp Dưới nắng sớm cô trong trẻo hơn cả pha lê chỉ là cô không thuộc về anh nữa Phạm tuy thích con bé bối bối Nhưng càng suy nghĩ càng không thoải mái Nơi trái tim có gì đó đau đớn chịu không được Sáng sớm anh ngủ gật trên xe Lúc nghe tiếng mở cửa anh choàng tỉnh Thu được một màn trước mắt Thân hình bé bỏng len lén mở cửa muốn qua nhà anh Thật ra từ hôm qua Sau khi biết bối bối là con gái nhược hy Anh đã phát điên Tay đấm vào vô lăng để xưng tấy cả lên Cô chẳng những nhẫn tâm rời bỏ anh Mà còn phản bội có con với người khác à Cả đời này Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày Người con gái anh yêu hơn cả mạng Thế mà nhẫn tâm với mình như thế Chỉ có anh Duy nhất một mình anh bao năm Nỗi nhớ nhung cô càng lúc càng đong đầy Anh đúng là ngu ngốc Cô bước đến gần anh Sau bao năm xa cách Hai người lần đầu chạm mặt thế này Cái cảm giác này cô không biết diễn tả làm sao Mắt cô cay sẻ Bồi bối thì díu dít nói Mẹ, chú mới cho con uống sữa Cô rất muốn mỉm cười khen con ngoan Nhưng cô cười không có nổi Khi thở sâu, cô gắng gượng lắm mới hỏi anh Em khỏe không? Cô còn muốn nói Em đã trở lại Nhưng Phạm dường như không muốn tiếp chuyện cô Anh đưa bồi bối cho cô lạnh nhạt nhắc nhở Lần sau đừng để con bé chạy lung tung Ánh mắt anh đầy lửa hận Như muốn thiêu đốt cô Lời muốn nói liền vướng ở cổ họng Nhiều ghi mím môi Hai tay nắm chặt vào nhau Anh hận em à? Nếu nhìn kỹ, gần trên trán anh nổi xanh là anh đang tức giận. Anh chỉ muốn bóp chết người phụ nữ này ngay tức khắc thôi. Anh cười mỉa mai. Cô thầm à, chỉ có yêu mà hận. Cô tự đề cao mình quá đấy. Tức không yêu sẽ không hận. Trong lòng cô trùng xuống, trái tim như bị ai cào đau nhói. Phạm nhìn cô mặt xanh mét, trong lòng anh đau đớn đến thở không nổi. Anh đặt bồi bối vào trong lòng. Tôi còn có việc, cô bế con bé về đi. Không, không, bồi bối muốn chú bế, Cô bối miếu máu ôm chặt cổ anh Thế nào cũng không chịu buông tay Nhiều khi bất ngờ Rõ ràng con bé gặp anh ngày hôm qua Sao nó thích anh như vậy Lần đầu con bé thích một người lạ đến vậy Mà cô cũng không cần ư Chẳng nhẽ bối bối cảm nhận được ư Nhiều khi thấy con gái gần khóc Thì cô chút không biết làm sao Cô muốn nói với anh điều cần phải biết Chưa kịp mở lời Một chiếc xe hơi chạy đến ngừng trước cửa nhà nhiều khi Cùng lúc đi xuống là Vũ và Helen Helen thấy nhựa khi đứng chung một chỗ với Phạm Con người cô lóe sáng Còn Vũ thì bất ngờ Anh ta tưởng mình nhìn nhầm cơ Nhưng sau khi định hình lại Thì mới chợt hiểu khu này là của Mạc Gia Thì ra Mạc Gia tiếng tăm trên thương trường Trong lòng có dự cảm không tốt Nhược Ghi sắc mặt kỳ lạ Lại nghĩ hàng xóm đối diện Sớm ngày trung đụng là việc dễ hiểu Vũ bước đến gần hai người Đi theo sau là Helen Nhược Ghi, hai mẹ con sao đứng đây Anh mua đồ ăn sáng cho hai người đấy cô chẳng có tâm trạng nào đáp lời anh ta lịch thiệp cho hỏi phàm mạc tổng à bất ngờ khi gặp anh ở đây hai người làm vua hai hướng chẳng trung đụng nhiều trên thương trường nhưng cái tên mạng y Phạm tần hạ vũ quá là rõ tiếng tâm nếu vũ là người phóng khoáng vui vẻ phàm ngược lại hoàn toàn anh nhìn qua nhiều khi lại nhìn vũ chỉ gật đầu thật là trùng hợp bồi bố bối không chịu buông phàm ra anh bất đắc dĩ kéo con bé qua rồi đưa cho nhiều khi xin lỗi tôi có việc đi trước Chú Bố bối chẳng biết sao lại nức nở Nhưng khi đau lòng mắt mũi cũng đỏ lên Chờ mắt nhìn phàm ngồi vào xe chạy đi Vũ dỗ dành bối bối Bố bối bố bố ngoan qua chú bế nào Sao lại khóc thế này Bố bối lắc đầu thế nào cũng không chịu Nhìn chiếc xe dần chạy khuất Bất ngờ nhiều khi hôn lên má con gái Bố bối à để mẹ tìm chú về cho con được không nào Vâng ạ Bồ bố bối hít mũi ngoan ngoãn gật đầu Helen à chào bố bối giúp em Giao bồi bố bối cho Helen Nhiều khi quay đầu nó với Vũ Em mượn xe anh chút nhé Mọi hành động của cô vô cùng nhanh chóng dứt khoát Vũ chưa hiểu rõ vấn đề gì Thấy cô lên xe anh chạy mất Lúc này anh chợt tỉnh hỏi Helen Chẳng nhẽ mà y phàm chính là Nhìn qua bối bối thế mà đã nín khóc Ngoan ngoãn với khuôn mặt chờ mong Helen gật đầu với Vũ Rồi bê bối bối vào nhà Như khi tăng vận tốc Đường ngoài ô buổi sáng khá vắng Cô một lòng muốn đuổi theo phàm Cô thực không chịu nổi Cô không hiểu sao ba năm qua Cô vượt qua được nỗi nhớ nhung xa cách này Thế nhưng buổi sáng nay nhìn anh bế bối bối Hình ảnh này cô khát khao bao năm qua Trong giấc mơ Cô đơn mơ thấy một ngày nào đó Hạnh phúc giờ chính tay mình bỏ lỡ Ba năm trước sẽ trở lại Rồi khi thấy bối bối tội nghiệp đeo bám phàm như vậy Có bé cảm nhận được huyết thống Quan trọng là ở cô Giây phút phàm quay lưng bỏ đi Cô biết khi anh thấy sự xuất hiện của Vũ Anh quyết bỏ cô ra khỏi tâm trí mình Chắc chắn anh mang đuổi đau này Xóa sạch hình ảnh của cô Mà cô không cho phép chạy với vận tốc kinh hoàng nhất cô đuổi kịp xe của anh không trần chờ gì cô vượt lên trước cách hai mét cô cụp cua tay lái chặn đầu xe anh lại phàm bất ngờ anh bình tĩnh thắng gấp xém tí nữa còn chưa đến một mét anh tông thẳng vào cái xe phía trước rồi anh mở cửa xuống xe lúc này cũng ngạc nhiên vô cùng thế mà người điên cuồng chặn xe anh lại lại là thẩm nhiều khi cô đóng sầm cửa tiến về phía anh em điên rồi đấy à anh đam chiều muốn nhìn rõ người phụ nữ không tim không phổi này Cô hít thở sâu Kéo áo khoác mỏng giữa sườn núi gió hơi mạnh Em muốn nói chuyện với anh Phạm nhìn cô Qua một lúc anh nói Tôi không có gì để nói với em Nói rồi Phạm xoay lưng muốn ngồi vào xe Cô đỏ mắt lục phủ ngũ tạng như muốn tan nát Cô hét lên Em đã trở về Chẳng phải anh nói suốt đời này không bao giờ buông tay em à Sự kìm nén uất ức của Phạm bao năm qua Sự điềm tĩnh anh xây dựng tất cả là vì cô mà vỡ nát anh xoay người đến gần cô Sắc mặt vô cùng đáng sợ Thầm như khi em đừng cho mình là đúng Chuyện em về hay không không liên quan gì đến tôi Em nghe rõ đây Kể từ 3 năm trước lúc em lựa chọn rời khỏi tôi Tình yêu đó đã chết rồi Em hiểu chứ Cô khóc nước nở quệt nước mắt giàn rủa. Vậy anh có biết vì sao năm đó em rời đi Không một lời tự biệt Anh biết em đau đớn thế nào để lựa chọn rời xa anh không Say không hỏi Ánh mắt anh đỏ lên Hít lấy một hơi lắc đầu như rơi vào tuyệt vọng tôi không muốn biết mọi thứ đã quá muộn rồi một chút kiêu hãnh anh muốn giữ lại cho bản thân mình quan trọng tôi không còn tình cảm với em mọi thứ chấm dứt ở đây thôi cô đánh liều chạy tới nắm lấy tay anh em không tin anh rõ ràng còn yêu em anh chỉ đang muốn trừng phạt em thôi đúng không anh nói đi anh trầm mặc anh kéo tay cô ra không đó là sự thật lúc đầu cô muốn nói bồi bối là quả ngọt tình yêu của hai người nhưng bây giờ cô không muốn nói nữa cô muốn đánh cược vì cô không muốn anh phải quay lại với cô vì trách nhiệm Ngàn lần lý do cô không tin anh không còn yêu mình Anh chỉ đang muốn trừng phạt cô và muốn chuẩn bị ngồi vào xe Cô níu tay anh Cô bước lại gần anh Rất gần Hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau Nếu anh nói anh không còn yêu em Vậy anh dám cá cự không Phạm nhíu mày Tôi chưa hiểu Cô đưa tay Xoa lấy khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong Một tháng Anh không còn yêu em cũng không sao trong vòng một tháng em sẽ khiến anh yêu em Chấp nhận và tha thứ cho em Phạm kéo tay cô xuống Đừng làm cho trẻ con Cô sấn tới buông lời thách thức Anh không dám à Rõ ràng còn yêu em đúng không Anh muốn bóp chết cái người phụ nữ này Bỏ anh đi chính là cô cơ mà Giờ quay về muốn làm trò gì Anh quay mặt đi không nhìn cô Chỉ sợ bị khuôn mặt bị hoặc làm cho lung lay Chỉ là tôi không muốn dính líu mấy chuyện tình cảm không rõ ràng với em và người khác Cô vốn là người thông minh Cô biết anh đang suy diễn chuyện gì Cô nhanh miệng nói Dù em đang độc thân Anh có thể an tâm về điều đó Không hiểu sao trong lòng phàm như được lông vũ vuốt về Mềm mại khó hiểu Anh lại nghĩ cô độc thân Thế thì mối quan hệ giữa cô với vũ là thế nào Anh lại tình ý phát hiện Chiếc xe đuổi theo thế mà là của vũ Câu khai theo đuổi anh Rõ ràng cô không hề đặt nặng vũ trong lòng Còn bối bối của người đàn ông nào Thế bây giờ cô là mẹ đơn thân hay sao Phạm không thể nói hết cảm xúc của anh lúc này Người con gái nâng niu yêu thương là để người đàn ông khác khinh thường tệ bạc Nỗi chua chát Xót xa không nói nên lời Nhiều khi thì anh bị lay động Sự anh từ chối cô hỏi Thế nào? Anh dám hay không? Chả hiểu rõ ma xui quỷ khiến thế nào Anh đồng ý với cô Đồng nghĩa với việc giao cho cô con dao Có thể bất cứ lúc nào đâm vào trái tim mình Anh vì thầm nhược khi dù thời gian bao lâu Tình yêu của anh vẫn không miễn dịch với cô Vốn là gạt mình và gạt người Tại phòng chủ tịch của tập đoàn Fashion Jack Bà Thanh quý phái Chém chệ ngồi trên bàn làm việc Nghe trợ lý báo cáo Số tiền chúng ta nhận được tôi tổng lại báo cáo chủ tịch ạ Bà Thanh gật đầu Mấy năm qua bà cho người điều tra Về số tài khoản mọi tháng đều gửi vật tiền của bà Nhưng thông tin chỉ là một người sống hợp pháp Nhiều lúc cũng suy nghĩ Có khi là người nào đó Nhưng liền gạt nghe lập tức vì không thể chỉ mấy năm ngắn ngủi có thể đổi đời nhanh chóng như vậy. Nhưng dù thế cũng không dư giả tiền bạc đến mức mỗi tháng gửi về cho bà số tiền lớn đến thế. Dù cuộc người bia ấy là ai? Ba năm qua đây là câu hỏi ngàn lần bà tự hỏi, vẫn mãi không có câu trả lời. Gì à? Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang bởi tiếng gọi. Bà Thanh ngẩng đầu, người vào không ai khác chính là mẹ con Tô Đồng. Bà Thanh vui mừng đứng dậy chào đón. Tô Đồng chạy đến ôm lấy bà. Dì Thanh, Dì biết con nhớ gì lắm không ạ? Mấy năm qua, được sự nâng đỡ của Lâm Thành, Tô Đồng giờ đây là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón. Tuy theo học diễn viên, nhưng đa số Tô Đồng đóng quảng cáo xuất hiện ở các sản diễn thời trang. Một phần đóng phim khá vất vả, với việc Tô Đồng không được đánh giá cao về diễn xuất. May mắn có bà Thanh nâng đỡ, rồi và sắc đẹp cũng giành được nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở. Bà Thanh và Tô Đồng ngồi xuống ghế, trợ lý hiểu ý rời đi dì cũng nhớ cháu sao rồi lần này đi hẳn hơn 3 tháng mới về chắc là mẹ cháu nhớ cháu lắm nếu không phải lần này làm người mẫu chính cho bộ sưu tập của vivian chắc cháu vẫn còn chưa về đúng không tô đồng dựa sát cánh tay bà thanh khẽ cười dì khỏe không ạ à? ngủ hần uống ngụm trà rồi cười nói thanh à cậu biết không nó vừa về kéo mình đến gặp cậu ngay đấy đóng phim mấy tháng nay gầy đi không ít bảo con bé nghỉ ngơi cứ nằng nặc gặp cậu ấy Lâm Thanh cảm động vỗ lấy tay Tô Đồng Vất vả cho con Hôm nay muốn ăn gì Dì đưa con đi tẩm bộ nào Tô Đồng cười Cầm lấy túi quà to nhỏ đưa cho bà Thanh Dì à cháu mua cho dì Hiệu này mới nhất Dì xem có thích không ạ Là một túi sách hiệu mới nhất Tô Đồng vui khéo léo Hiểu ý Lâm Thanh tưởng tận lấy lòng bà là điều dễ hiểu Bà Thanh cầm ra xem Nguyện miệng cười thích thú Rất thích Lần trước xem tạp chí Dì rất thích rồi Cảm ơn cháu nhé Tô Đồng cầm phần quà khác rồi bẽn lẽn nói Đây là quà cháu mua cho anh Phạm Dì đưa dùm cháu Nhắc đến mối lương duyên này Bà Thanh có chút đau đầu Còn cảm thấy có lỗi với Tô Đồng nữa Từ ngày nhiều khi rời đi Phạm dọn ra ở riêng Mẹ con gặp mặt vốn dĩ đếm trên đầu ngón tay Tính tình Phạm khó gần lạnh nhạt hơn xưa Nhiều sự kiện do công ty tổ chức Bà muốn Phạm đến còn nhiều lần bị từ chối Khiến bà bẽ mặt với bạn bè nhưng bà Thanh vốn không cam tâm bỏ qua đứa con dâu tốt như Tô Đồng Một phần nhớ Ngô Hân với bà là bạn hữu thân thiết Hai đứa nhỏ giờ đã trưởng thành Chuyện hôn nhân cũng nên tính tới Nhiều năm nay bà âm thầm thừa nhận với báo chí Tô Đồng là con dâu bà đã chọn Phạm cũng không lên tiếng đính chính Bà lại không rõ mấy năm qua Chuyện cũ Phạm đã nguôi ngoai hay chưa Nên chưa dám làm càn Nhưng hôm nay bà suy nghĩ kỹ Hôn nhân hai đứa nhỏ dù thế nào Quyết phải thành công Nghĩ thế bà Thanh kéo tay Tô Đồng Con phải tặng tận tay đưa cho phàm Tô Đồng có chút ngại ngùng Dạ cháu cũng muốn Nhưng mà Thôi được rồi Lâu rồi gì chưa gặp phàm Hôm nay chúng ta đến tìm nó đi Rồi cùng ăn cơm với nhau Hải mắt Tô Đồng sáng lên Thật đi ạ à? Lâm Thanh đứng đó cười khẽ Có bé ngốc này Lấy túi sách Ba người phụ nữ vui vẻ rời đi Trong lòng mỗi người một suy nghĩ Tại Mạc Thị Tòa nhà cao chẳng thấy nóc hiện diện trung tâm thành phố. Căn phòng nằm chẽn chệ ở tầng cao nhất, khắp nơi đều là kính. Thu mọi vạn vật vào trong ánh mắt. Phạm ngồi ngay sau bàn làm việc, tay kéo cà vạt. Anh đưa mắt nhìn hộp cơm xinh xắn trên bàn. Đã hai ngày trôi qua, tuy nhiều khi nói muốn anh cho cô cơ hội hai người quay đầu lại. Nhưng qua hai ngày cô không hề xuất hiện trước mặt anh. Mỗi ngày chỉ gửi cơm đến cho anh. Mỗi một ngày một món khác nhau được trang trí tỉ mỉ đẹp mắt. Hôm nay cũng vậy. Mấy ngày qua dù đi ăn với đối tác Anh không quên ăn phần cơm của cô trước Là tin nhắn điện thoại Anh ăn ngon miệng nhé Một dãy số lạ Hai ngày nay cứ đúng giờ ăn cơm của anh sẽ nhắn Vuốt lấy cái màn hình nhẹ nhẹ Ánh mắt anh nhìn dòng chữ Trong lòng khó tin sự thật Anh sợ lắm Sợ những gì mình thấy Hóa ra chỉ như giấc mơ Chớp mắt một cái Mọi thứ lại tiêu tan không dấu vết như ba năm qua Ngày lúc anh muốn dùng bữa cơm vừa ngọt vừa đắng này đúng lúc ngoài cửa có người gõ mấy cái mấy giây sau hai người phụ nữ bước vào đi đầu chính là bà thanh mà nghi phạm đóng hộp cơm lại hơi cho mày nhẹ nhìn những người bước vào Tô đồng ngại ngùng nhìn anh không chớp mắt bà thanh cười nói nhìn qua phần cơm đặt trên bàn phàm à mẹ và dì tô cùng tô đồng đi mua sắm gần đây cho nên ghé thăm con mọi người trùng hợp chưa ăn gì chúng ta cùng đi ăn nhé phàm nhìn qua ngu hân gật đầu xem như chào hỏi xin lỗi hôm nay con chuẩn bị cơm lâm thanh bước đến nhịp phần cơm trước mắt cơm này sao có dinh dưỡng đưa nhân viên ăn hoặc bỏ đi là được lâu ngày mẹ con chúng ta mới có dịp cùng ăn cơm với nhau tô đồng bước đến cười xinh đẹp dì thanh nói đúng đấy cơm này sao có dinh dưỡng anh ăn uống thế này hại sức khỏe cùng đi ăn với em đi rồi nhớ đến lý do vì sao mình đến đây tô đồng đặt món quà lên bàn phàm đây là quà em mua cho anh anh xem có thích không phàm nhìn cũng chẳng nhìn qua Tô Đồng chờ đợi không thấy anh nhúc nhích có chút tủi thân. Bà Thanh thấy thế giải vây cho Tô Đồng. Bà bất ngờ cầm hộp cơm lại. Để mẹ và thư ký Giang giải quyết. Con bảo là không ăn, đừng có động vào đồ của con. Phạm đứng dậy, cầm lấy phần cơm, giọng nói nặng nề, nhưng vẫn kìm chế được âm lượng. Tuy thế, từ ánh mắt anh cho thấy anh đang tức giận. Bà Thanh tái mặt, dĩ nhiên bẽ mặt với hai mẹ con của bà Hân. Phạm chẳng bận tâm, anh cầm khư khư lấy phần cơm. Mọi người ăn đi ạ. Chẳng mang để sắc mặt ai Đi thẳng vào phòng nghỉ của mình Cửa rất nhanh đóng lại ngăn cách những người bên ngoài Tô Đồng bước đến an ủi bà Thanh Dì Thanh à Dì đừng buồn Anh ấy chắc tâm trạng không tốt Khi khác mời anh ấy dùng cơm cùng chúng ta cũng được Lâm Thanh lấy lại cảm xúc vỗ tay Tô Đồng Con đúng là hiểu chuyện quá Bà Hân bước đến kéo lấy bạn tốt của mình Đúng rồi Thôi đi ăn nào Để Phạm nghỉ ngơi đi Ba người mang vẻ nặng nề rời khỏi nơi không nên đặt chân đến Lúc ra đến cửa Tô Đồng quay đầu nhìn căn phòng đóng chặt Ánh mắt không cam lòng Nhiều khi ngồi trên xe Nhìn ba người phụ nữ cao quý Đứng trước cổng lớn mạc thị Rồi ngồi lên xe rời đi Dù ý gặp qua Tô Đồng Nhưng nhiều khi nhớ nhìn năm đó Cô gái này thường xuyên xuất hiện ở mạc gia Vô cùng được lòng bà Thanh nữa Mấy năm qua trong giới giải trí Cũng gọi là có chút tiếng tăm Nhiều khi nhíu mày Bất ngờ ánh mắt đăm chiêu Trong ba năm qua Tin đồn giữa Tô Đồng và Phạm rầm rộ này được tận mắt chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu vui vẻ xuất hiện tại Mạc Thị. Cô ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất của Mạc Thị, chẳng rõ suy nghĩ trôi giạt về đâu, ánh mắt đen láy, khuôn mặt xinh đẹp cô chút hờn rỗi. Đến tối phàm về đến nhà, luôn có một chiếc xe theo đuôi anh, nhưng phàm không bảo tài xế cắt đuôi. Xe ngược lại, anh không vào nhà mà đi ngược ra cổng. Cô có chút ngại ngùng vì bị anh phát hiện, cô hạ cửa kính xuống cười với anh. Thật tình cơ quá, anh giữ vẻ lạnh lùng, em có thể về được rồi đấy. Lúc này do ánh đèn Anh không thấy rõ sắc mặt không tốt của cô Vì ngày đó rơi vào tiến thoái lưỡng nan Gấp gáp cứ sự anh quay lưng đi Hai người chấm dứt hoàn toàn Cho nên cô đưa ra hạ sách cá cược với anh Nhưng mấy ngày qua Cô nhụt chí rồi Chả biết làm sao đi vào sâu nhất trái tim anh đây Mọi thứ cô cố gắng mấy năm qua Chả biết mở miệng nói thế nào Anh là mối tình đầu Cô chính là mối tình duy nhất của cô Trong tình yêu Cô như thủa ban đầu non nớt và ngây ngô Mọi thứ chỉ là bản năng vì yêu anh cho nên cố chấp nhận đối đầu tất cả Nhưng giờ đây Nhiều khi chả biết phải làm sao nữa Có chút mất mát vì anh không mời mình vào nhà Cô gượng cười Em về đây, anh ngủ ngon nhé Cô xoay tay lái rất nhanh rời đi Nhưng cô đâu biết Ở phía xa cô một chiếc xe âm thầm theo phía sau Do đêm tối Đường núi vô cùng nguy hiểm Phạm không an tâm khi để cô trở về một mình Hai người đành làm một việc mà Phạm nghĩ vô cùng ấu trĩ và mất thời gian. Mấy ngày kế tiếp Anh luôn nhận cơm từ nhiều khi Nhưng riêng hôm nay đến gần buổi trưa Phạm không nhận được cơm từ nhiều khi đưa tới Tâm trạng anh cả buổi không tốt chút nào Anh bồn chồn lo lắng không yên Suy nghĩ cả tiếng đồng hồ Phạm không chịu nổi đành bấm số gọi đi Qua một lúc mới có người bắt máy Xin chào Mạc Tổng Người nhận máy không phải nhiều khi Linh cảm càng thêm dữ dội anh hỏi Nhiều khi đâu tôi muốn gặp cô ấy Helen đưa mắt nhìn người nằm trên giường Nhiều khi đang ở bệnh viện ạ Điện thoại cầm trên tay như muốn rơi trên thảm. Chưa đầy 30 phút, anh có mặt ở bệnh viện. Vẻ ngoài xuất chúng như có phần vội vã của anh Khiến những người có mặt ngoái nhìn. Vì quá vội, anh lỡ va phải một nữ bác sĩ. Phạm, nữ bác sĩ bất ngờ khi gặp anh. Xin lỗi. Phạm cũng không nghĩ mình gặp người quen. Chỉ nghĩ anh thường lên mặt báo cho nên mọi người biết tên là điều bình thường. Nhưng không phải thế. Cô gái cởi khẩu trang che mặt. Cậu không nhận ra mình à? Hà Vân, Phạm nhìn một lúc nhớ ra cô gái này, thì ra là người quen, một người từng xuất hiện ở thời thanh xuân của anh và cô. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ hai đã kết thúc rồi. Tập 3 như thế nào, chúng ta cùng đón nghe nhé. Đừng quên chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.